Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thiết kế là 36m², xây dựng độc lập 4 tầng, thiết kế gác lửng hiện đại. Và với ngôi nhà này thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Mỹ Đình, quý vị nào đi làm ở Nam Từ Liêm, Hà Đông và Hoài Đức. Vị trí ngôi nhà cụ thể thuộc Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Với vị trí này gần với trung tâm thương mại Yêmôn Hà Đông, gần với Vinhome Smart City, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, đi ra cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương cũng rất là hợp lý. Và với thiết kế của ngôi nhà như sau: hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế của ngôi nhà là 4 tầng. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại đường ô tô khoảng tầm 100m, và với ngõ trước nhà cụ thể thì được khoảng tầm hơn 2m nha mọi người. Và ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên ngõ này không phải là ngõ thông nha mọi người. Và với cái ngôi nhà này thì phần hoàn thiện xong hết 100% rồi. Ngọc Anh sẽ quay review cho quý vị cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Với một ngôi nhà thiết kế và xây dựng độc lập rất nhiều quý khách hàng thích, đồng thời thiết kế gác lửng hiện đại. Và với thiết kế một tầng 2 phòng thì cũng rất nhiều khách hàng quan tâm. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, thiết kế của ngôi nhà hiện đại. Ngoài đang đứng đây, phần tầng 1 thì là khu vực để xe máy riêng mọi người nhé. Đó, bởi vì phòng khách là chủ nhà di chuyển lên trên tầng 2, cho nên phía phần tầng 1 thiết kế tương đối là hợp lý. Phần hoàn thiện của ngôi nhà 100% xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay trong ngày. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phần tầng 1 hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Tiếp theo, với cái phần không gian tầng 1, ngoài phần để xe máy riêng thì ở đây thiết kế cho quý vị công năng là phần phòng bếp. Phòng bếp rất là rộng mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng, đây, mở ra rất là hút gió. Với bản chất hướng nhà là hướng đông nam thì rất nhiều quý khách hàng yêu thích. Bởi vì mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Cho nên quý vị nào đang tìm nhà hướng đông nam mà lại còn mong muốn đi làm ở khu vực, những cái khu vực mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ, thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, thiết kế rất chỉn chu, đầy đủ đó mọi người ạ. Với phần không gian phòng bếp được chủ nhà thiết kế và lắp đặt đầy đủ cho quý vị, tủ bếp, ốp bếp, mặt bếp thiết kế tương đối là hợp lý đó. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện 100% chất liệu inox 304. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đây, ở đây quý vị có thể kê cho ngoài một bộ bàn ăn đó. Quan trọng là với cái vị trí ngôi nhà, quan trọng là bất động sản thì nó quyết định lên cái giá thành. Ngọc Ánh đã chia sẻ rất cụ thể về cái vị trí, đường hướng giá thì em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Và với phần tầng 1 thì còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ cho quý vị công năng. Bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này thiết kế theo cái xu hướng hiện đại, phòng khách hướng lên trên phần tầng 2, không liên quan gì đến tầng 1. Tầng 1 thì còn phần để xe riêng và có bậc giật cấp. À đây mọi người nhé, đấy, để xe riêng này, giật cấp để đi lên vào phòng bếp. Phòng bếp ở này thì rất là thoáng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính thiết kế cho quý vị ở đây một vách gỗ CNC. Đó, tay vịn cầu thang, toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, rất là chắc chắn, rất là đẹp và cầu kỳ nha mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Mặt bậc cổ bậc thì là ốp đá granite. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là một phòng khách giật cấp lên một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây toàn bộ là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách mà để trên tầng 2 rất là thoáng. Thực tế luôn là rất nhiều quý khách hàng mong muốn là phòng khách riêng biệt, ví dụ như ở dưới tầng 1 ấy ạ. Phòng khách riêng, phòng bếp riêng, mọi thứ đều riêng biệt. Nhưng đối với những cái diện tích mà chỉ 30-31m thì cái công năng sử dụng nó chỉ gọi là tương đối thôi, nó không thể nào tuyệt đối được. Nhưng mà đối với ngôi nhà này, như Ngọc Ánh cảm nhận thì rất là ok nhá. Bởi vì là phòng khách được đặt hoàn toàn riêng biệt ở trên tầng, ngăn cách giữa phần cầu thang này. Và cái phần ở đây mọi người có thể nhìn thực tế là chủ nhà lắp đặt cho chúng ta một cái vách CNC. Đấy, hoa văn rất là đẹp. Gỗ mọi người nhá. Để ở phần tầng 2. Tầng 2 có cửa sổ hướng ra phía đằng sau, rất là thoáng, hướng nhà đông nam. Và phần phòng khách này thì chủ nhà có thiết kế cho chúng ta một cái ốp
OPVC nano giả đá mọi người ạ. Nhìn thì nó như là đá nhưng thực tế nó là nhựa, nhựa nano ấy mọi người ơi. Và độ bền của nó thì tương đối là lâu. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Ngôi nhà này thiết kế rất là sắc sảo và tinh tế nha mọi người. Đó. Đây là toàn bộ phần phòng khách. Giật cấp đi lên riêng biệt ở đây, thiết kế cho chúng ta một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện phòng ngủ xong hết rồi. Nói chung theo hiện trạng là ngôi nhà này dọn đồ về và ở được ngay. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phòng ngủ thì thiết kế tương đối là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thiết kế hai lớp, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ. Và phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho tầng 2 là đây. Phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở đây đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, gương, lavabo, đó, bắt khách. Nói chung thiết bị vệ sinh đáp ứng cái công năng sử dụng cho từng tầng. Đầu chờ dây chờ bình nóng lạnh mọi người ạ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ, còn cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3. Tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng khách. Thì tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Ở trên phía tầng 3 hướng ra phần mặt ngõ. Phòng ngủ này hướng đông nam, rất là mát mọi người nhé. Đó. Với ngôi nhà này diện tích 36m², thiết kế mỗi một tầng hai phòng ngủ. Cho nên nếu như mà để mà nói phòng ngủ mà rộng thênh thang như một cái tầng 30m xây một tầng một phòng thì không được. Nhưng mà với quý khách hàng nào mà thích một tầng hai phòng thì có thể cân đối. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau đây. Đó, rất là rộng. Phòng vệ sinh rất là rộng, thoáng, có cửa ở trên này để lấy thoáng mọi người nhé. Và hành lang ở phần cầu thang ở đây quý vị có thể nhìn thực tế tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều đầy đủ cửa sổ như thế này. Nhỏ nhắn nhưng mà lấy cái ánh sáng vào trong cái không gian phòng, ở phòng tất cả các phòng cũng như là lấy cái ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là phòng ngủ tầng 3 hướng vào phía bên trong. Đó, tất cả các phòng đều được lát gạch kích thước gạch 60-60 vân đá. Màu trắng nha mọi người, cho nên vào trong không gian phòng cảm thấy nó cũng tương đối là sáng. Tất cả các cửa phòng thì đều được thiết kế đầy đủ, tất cả các phòng thì đều được thiết kế trần thạch cao cũng như là ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 rồi, mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá xem tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế với tổng thể ngôi nhà này có hợp lý và hài hòa hay không. Và em đang đi lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tổng quát như sau. Tầng 4 thiết kế ở đây là khu vực để máy giặt riêng cho quý vị. À, khu vực để máy giặt riêng. Một phòng riêng quý vị ở đây thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình nhé. Đó. Tuy nhiên thì phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, đảm bảo tính an toàn cũng như thẩm mỹ cho ngôi nhà. Và phần còn lại sân phơi. Với phần sân phơi này cũng tương đối là rộng, thoáng. Đằng sau lưng của ngôi nhà, đây, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ là Vinhome Smart City. Tiện ích ngập tràn, giao thông đi lại rất ok. Bác nào mà đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Mỹ Đình, đi làm ở bên Tây Mỗ, Đại Mỗ thì đều rất là ok nhá. Nói chung là phạm vi bán kính, nếu như ở đường Hà Nội tầm 10 đến 12 km, quay đầu thì quá là ok đúng không ạ? Và tất nhiên sổ sách luôn luôn chuẩn chỉnh. Ngoài cam kết giá bán là giá bán từ chủ đầu tư, sổ sách pháp lý rõ ràng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, đồng thời bên quỹ căn của Nhà Tốt thì còn rất là nhiều, cho nên mọi người muốn tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.